cái chiến lược thứ hai, cái tiêu đề hấp dẫn. Tiêu đề hấp dẫn. À, làm sao để cái tiêu đề hấp dẫn, mọi người biết không, cái tiêu đề nó là cái quảng cáo của cái bài viết của mình. Tiêu đề nó là cái quảng cáo của bài viết của mình ấy. Nếu cái bài viết của mình là một bài quảng cáo thì nó là quảng cáo của quảng cáo. Người ta có đọc hay không? Người ta có đọc cái đoạn bài văn hay không của mình thì nhờ vào cái tiêu đề. Tôi đặt vào mắt một cái tiêu đề nó ok thì người ta mới đọc tiếp, còn không thì n thứ tại sao một một vài nghìn bạn người bạn người ta lại dừng lại cái bài của mình để người ta đọc. Thì mình hãy tập trung vào cái tiêu đề cho nó ok. Tiêu đề chính là quảng cáo của quảng cáo. Tại sao rất là nhiều người gửi email cho mình mỗi ngày, ông diễn giả A, ông diễn giả B, rồi người A, người B, A, C, B, C, C, S gì đó. Tóm lại là rất là nhiều người gửi mail mỗi ngày. Tại sao họ lại đọc email của mình? Chưa, hôm trước mọi người nhớ cái bài hôm trước không? Tức là nếu mà người ta trả cho mình 1.000 đô, người ta sẵn sàng chi trả cái việc mua hàng của mình 1.000 đô, thì người ta phải mất ít nhất là bao nhiêu tiếp cận cái bài viết của mình? Một, đúng rồi anh, rồi một giờ đúng không? Thì chúng ta làm nào để cái tiêu đề của ta hấp dẫn để họ chịu đọc cái bài viết của mình ấy? Thì làm thế nào để cái tiêu đề hấp dẫn? Cách số 1 đó là như là chúng ta viết giống như đang nói chuyện với họ, đang nói chuyện giống như kiểu đang nói chuyện vậy đó, giống như kiểu đang nói chuyện, đang kiểu chuyện đang nói chuyện với bạn mình viết giống như kiểu đang nói chuyện vậy đó, viết như đang nói chuyện nha, mọi người viết xuống đi. Hoặc là chúng ta gây sự tò mò, có những cái bài người ta chỉ viết được một nửa câu thôi thì cái gì đó và cái kết chủ tịch chủ tịch giả lao công và cái kết kiểu vậy cái video đấy ngày xưa anh hay xem á, những cái cái video gì đó và cái kết, người ta làm như vậy cho gây sự tò mò thôi, nhớ phải gây sự tò mò ha. Hoặc là mà chủ tịch đóng giả làm bảo vệ này, xong rồi à cuối đúng cùng là cái rồi, câu kết là cuối cùng này trốn, và cái kết bây bất giờ ngờ. trend đó là trốn corona và cái kết. Hay là tưởng tưởng kiếm 10.000 đô một tháng, ai ngờ chấm ba chấm à, thì tóm lại á là chúng ta làm cái tiêu đề của mình nó hấp dẫn lắm, tiêu đề nó chiếm tỷ lệ rất cao trong việc đọc. Nên mọi người lưu ý là tất cả các bài content của mình lúc mà mình nghĩ khó nhất là mình nghĩ cái tiêu đề. Cái ý thứ ba đó là có sự chi tiết vô. À, giảm giá BingX coupon Clickbank đến 400 đô. Mọi người thấy không? Phải có cái gì đó nó cụ thể 400 đô vô. Thứ nhất là chi tiết, mà cái này nó còn ảnh hưởng tới cái tử vi cảm xúc, đó là về tiền bạc nữa. Hoặc là chúng ta viết về 3.379 đô sau 2 tháng 10 ngày dấn thân vào Clickbank. Nói chung là phải chi tiết cụ thể ra. Hoặc là chúng ta viết đó là ngày 9 tháng 2, 4 năm nữa. Tóm lại là chúng ta phải viết chi tiết đến mức là ngày ngày hôm qua khi tôi đang ở sân bay. Hoặc là chúng ta viết cái tiêu đề nó cho người ta tưởng tượng trong đầu là nó chi tiết như vậy đấy. Đừng có viết chung chung quá. Đừng có viết chung chung theo kiểu là những điều cần tránh khi làm affiliate marketing, mà chúng ta phải viết ra là 4 điều cần tránh hay là 5 điều cần tránh hay 10 điều cần tránh trong affiliate marketing, chứ không phải là những điều cần tránh. Đúng không? Chúng ta phải viết chi tiết ra, cụ thể ra. Tập trung hai thường thôi, thấy nó lộn xộn đâu mất vậy. Ai mới đi vậy, chị Loan hả? 1 2 3 4 5. Ok. Ai cho thế vậy? Rồi tiếp. Rồi, có kết quả tức thời. Có kết quả tức thời. Ví dụ bạn sẽ có được 100 đô sau khi đọc thư này, bạn sẽ có được 5.000 đô mỗi tháng sau khi đọc thư này, hay là bạn sẽ được bạn sẽ có thu nhập 2.000 đô một tháng sau khi làm điều này, hay là bạn có thể là bạn sẽ giống như kiểu là bạn sẽ bị sốc khi đọc lá thư này, hoặc là con của bạn sẽ trở nên ngoan ngoãn khi bạn làm điều này. Hot, gọi là hot, các bạn ngay tức thời ạ. Hoặc là chúng ta dùng những cái từ ví dụ như là cảnh báo, dùng từ đặc biệt ví dụ cảnh báo, hoặc là đừng đọc thư này nếu chấm ba chấm, theo kiểu vậy đó. Tóm lại thì sẽ có sáu loại headline, sáu cái loại tiêu đề sau.
Thứ nhất đó là how to, làm thế nào để. Ví dụ chúng ta viết cái tiêu đề ở trên YouTube, có 6 loại headline ha, có 6 loại tiêu đề. Thứ nhất là làm thế nào để .. Làm thế nào để tạo Bing Ads account, làm thế nào để tạo tài khoản Clickbank, làm thế nào để tài khoản Pioneer, làm thế nào để trở nên giàu có, làm thế nào để trở nên tự do, làm thế nào để người cũ quay trở lại, vân vân. Tóm lại là làm thế nào để. Cái số 2 đó là nó là một cái tin mới, động trời động đất vậy đó. Nói chung là một cái tin mới, tin sốt dẻo, tin mới kiểu vậy, cái tiêu đề mới hot, hay là cái kiểu như là theo kiểu là một sự thật gây sốc, hay là mới hôm nay mới phát hiện ra một cái phương pháp có thể kiếm tiền ngay tại nhà dành cho mẹ bỉm sữa, hay là gì đó đó, nó hot và sốt dẻo ấy. Cái số 3, loại thứ 3 đó là lời cảm nhận. Lời cảm nhận giống như kiểu testimonial, hay là kết quả học viên, hay là kết quả của khách hàng, hay là những cái thành quả của khách hàng ấy. Là lời cảm nhận, tiếng Anh là testimonial. Hoặc là có thể ví dụ mình viết tiếng Anh ấy, viết những cái bài về bệnh tiểu đường nào, chúng ta ví dụ đã có 1.000 bệnh, hoặc là có 1.011 bệnh nhân khỏi, bây giờ đến lượt bạn, hay đã có 2.146 người thử và có kết quả tốt, bây giờ đến lượt bạn, bạn có muốn là người tiếp theo hay không? Hay đã có 350 người đạt là mục tiêu thu nhập, bạn có muốn trở thành người tiếp theo hay không? Tại hay là cái lời cảm nhận ấy, lời cảm nhận testimonial nữa. Đấy. Rồi cái số 4 là một bài test, một bài kiểm tra. Test, bài kiểm tra. Ví dụ đơn giản, bạn thấy tôi là người như thế nào? 2. Số 1, hiền lành dễ thương. Số 2, mặt thấy ghét. Số 3 số 3 gian manh. Số 4 là xinh. Vậy đó, đại khái là những cái bài test như vậy đó, để tạo sự tương tác. Số 5, đặt câu hỏi. Cái tiêu đề đặt câu hỏi ha. Bạn có biết tôi đã thất bại bao nhiêu lần hay không? Bạn có biết một người nào đó đã như thế nào đó hay không? Tóm lại là đặt câu hỏi ha. Là câu hỏi một cái nội dung gì mà nó liên quan tới cái chủ đề mình muốn viết ấy. Mình kiếm cái câu hỏi, mình tìm cách đặt câu hỏi sao cho nó phù hợp. Bạn có biết John đã thất bại bao nhiêu lần hay không? Số 6 là cảnh báo. Bạn sẽ bị nhiễm virus corona nếu không làm điều này. Đánh vào nỗi sợ. Mời các bạn tham gia vào cộng đồng Startup Top Lên Và Đi bằng cách like fanpage Startup Top Lên Và Đi và tham gia vào group và đội nhóm Startup Top Lên Và Đi để chúng ta cùng nhau tạo xây dựng phong cách sống tự do, làm việc chỉ với một chiếc laptop và có thể là làm việc bất cứ đâu chỉ với một chiếc laptop. Người Việt Nam có thể bán hàng bên kia bán cầu ha. Mai Thanh Mai và Trang và group cùng cộng đồng Affiliate hàng đầu Việt Nam hiện nay ha.